Rồi bây giờ chị để em hệ thống lại, để em coi như em đang đóng vai một người nạn nhân bị trap, và em hệ thống lại giúp cho các bạn đang là nạn nhân. Các bạn ơi, không có nhập vai được đâu. Như vậy là ở giai đoạn đầu, với mối quan hệ vừa phải, mức tìm hiểu qua mạng xã hội thôi. Nếu như phát hiện ra mình đang bị trap thì cái được đầu tiên là chúng ta được khôn ra kinh nghiệm, thậm chí cả kinh nghiệm để biết được các app, kinh nghiệm content, rất là nhiều những thứ đó. Và giai đoạn này thì chưa có quá nhiều thứ để mình bị buồn, cùng lắm là nó hụt hẫng một tí, bị quạo. Giai đoạn này không có bị buồn, giai đoạn này bị quạo thôi, cũng có buồn, có những người người ta yêu trong sáng, người ta có buồn, có hụt hẫng một chút, nhưng giai đoạn này chưa đến mức, đúng không? Thì cái được đầu tiên giai đoạn này là thời gian chưa nhiều, tình cảm chưa quá sâu đậm. Rồi như vậy mình tới một cái step tiếp theo, đó là đã gặp bên ngoài rồi, đã tiếp xúc một cái khoảng thời gian gọi là giai đoạn tìm hiểu nhau, nhưng mà rồi mình vẫn phát hiện ra, hoặc là phát hiện mơ hồ rằng là người này hình như không phải như vậy. Bắt đầu có nghĩa là mơ hồ nhận ra là chắc là trap rồi, nhưng cũng không biết có phải hay không, mình có đang ngộ nhận, mình có đang đánh giá sai nấy hay không, lỡ đâu mình là người xấu thì sao. Giai đoạn cũng là giai đoạn mơ hồ. Rồi thì cái giai đoạn mơ hồ này có khi biết có khi không, hoặc 50-50 đó, thì giai đoạn này bị gì và được thì được cái gì trong cái sự mơ hồ này không? Giai đoạn này bị tốn thời gian, tốn ra đơn, bị là rõ ràng rồi đó, bị là rõ ràng rồi đó, bị buồn, bị quạo, bị đủ thứ chuyện hết trơn á. Nhưng mà được nè, vô là được cái gì, là được cái việc nhận ra cái nết của mình. Cái nết của mình hả? Của mình. Ủa các bạn không biết một trong những thành tựu rất lẫy lừng của cuộc đời đó là việc khám phá chính mình hả? Với chị nha, cái thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là hiểu về chúng ta chứ không phải hiểu về người khác. Chính xác. Bởi vì khi mình hiểu về mình, tự nhiên mình chọn cái nó hợp với mình. Mình hiểu về mình, tự nhiên mình biết cách vượt qua những cái điều nó không may mắn với mình. Đó mới là thành tựu chứ. Cho nên đoạn này là đoạn mà bạn bắt đầu khám phá một cái nết rất quan trọng của bạn nè, là bạn có mạo hiểm không? Rồi, đồng ý, một yếu tố. Tại vì sẽ có nhiều bạn là tới đây thôi nghỉ khóa, chặn, nghỉ chơi. Nhưng có nhiều bạn chơi lớn lắm nha, phải tìm hiểu ngọn ngành. Đúng rồi, thậm chí có nhiều bạn là gì đẩy đưa luôn với đứa bên kia cho nó tráp tiếp đó, để coi mày diễn tới đâu. Trời, khuôn mặt và nó của chị vừa rồi rất ghê. Chị xin lỗi. Chị cũng xin lỗi mọi người. Nhưng đúng mà, đúng không? Bây giờ mọi người có thừa nhận với tôi không? Mọi người comment đi, tôi coi mày diễn tới đâu, được bao lâu với chị. Thấy ghê chưa? Vậy có phải là cái nết rất là gây hấn với cuộc đời không? Một cái nết rất là sâu. Thế là khúc được, cái khúc mất vậy. Đúng rồi, khúc được đó. Được việc khám phá chính mình là mình biết cái nết mình như thế. Mình biết cái nết của mình là mạo hiểm nha, mà mạo hiểm thì phải có năng lực. Mạo hiểm thì phải cố gắng để đi làm sao update cái năng lực của mình lên. Tìm hiểu cho tới thành câu chuyện. Một là tìm hiểu cho tới, hai là bản thân của mình phải có thực lực thì mình mới nên mạo hiểm chứ. Mạo hiểm mà không có thực lực là gì? Là tự đào hố chôn mình. Đúng không? Là tự bố cáo thiên hạ, tự gọi là làm một cái cáo phó cho mình rồi chứ gì nữa. Vậy thì khi đã biết mình mạo hiểm thì mình phải luôn luôn nhớ là mình phải học tập không ngừng. Được mà. Đúng không? Còn đằng này không có biết mình mạo hiểm mà cứ trơ ra như vậy, kệ nó, nhìn cuộc đời này trong veo, nhưng mà cái thứ gì cũng muốn bước vô thì có ngày tự nhiên chết lâm sàng mà không hiểu tại sao mình chết. Đúng rồi. Không? Như vậy giai đoạn này mình thấy được cái sự quyết liệt của mình nữa. Nói chung mình khám phá được nhiều thứ về cái nết của mình lắm, và giúp cho bạn sẽ nhận ra, tức là cái khả năng nhìn người của mình tốt hơn, để bữa sau, lần sau mình có gặp một người như vậy, chỉ cần có một vài cái hint tương tự là mình đã biết rằng là vô cái case cũ rồi, là tôi dạt ngay từ đầu. Nhờn với chị. Sau tập này em có mặt nguy hiểm. Nhờn với chị. Kiểu gì đó. Đúng không? Và chúng ta cũng sẽ nhận thức được là bản thân của mình khi mà đối diện với những cái người như vậy thì mình sẽ chọn lựa một cái phương cách ứng xử như thế nào để cho nó phù hợp. Phù hợp đây có nghĩa là làm cho đối phương biết được rằng là mày không thể lừa tao được đâu. Nhưng mà cái thứ hai là mình vẫn phải giữ cái phẩm giá của mình, là không thể nào mà tự nhiên thể hiện cái chuyện đó ra bằng cách là tao cũng xấu giống mày để mà trả lại cái sự xấu xí đó. Sao tự nhiên mình ác ngang người ta? Đúng không? Tự nhiên mình xấu ngang luôn vậy. Đó, cho nên là người ta xấu nhưng mình, tôi biết rồi nhưng tôi sẽ không cư xử giống bạn. Thì đó cũng là cách thức để mà mình làm cho bản thân của mình tốt hơn. Rồi bây giờ thì em đang thấy là nó bắt đầu đến một cái giai đoạn thứ ba. Thì giai đoạn này em thấy nó khó và nó bị nhiều hơn nè. Thì chị giúp em là giải quyết cái khúc được. Là sau cái giai đoạn mà nhận thức được rằng đối phương là trap boy, trap girl chính hiệu rồi, có nghĩa là đã đối xử và làm tổn thương, vụn vỡ trái tim của mình rồi, thì nó sẽ dẫn đến hai trường hợp. Trường hợp một cắt, không thương tiếc. Thì lúc đó là cái được là thấy là nó ok rồi, bởi vì làm tôi không còn khổ nữa. Có thể là buồn dây dứt ngày tuần rồi sau đó tôi cắt, thì trường hợp này là coi như ok. Thì trường hợp thứ hai là em thấy rất là nhiều người họ nhận thức được chuyện đó nhưng họ không thoát ra khỏi được, và họ vẫn cứ bị cái người kia thao túng hay là bằng một cách thức gì đó, họ vẫn cứ chìm trong cái mối quan hệ đó. Rất nhiều người, và cái này chị nói đúng, đâu phải chỉ các bạn trẻ đâu, nhiều thế hệ bố mình, mẹ mình, ông bà mình gọi là triền miên trong cái mối quan hệ đau khổ đó mà không thoát ra được, mặc dù người kia không tốt. Thì em thấy cái bị nó quá nhiều rồi mà chưa thấy cái được của khúc này. Cái được của khúc này muốn thấy phải giác ngộ. Phải giác ngộ lên. Xin mời. Thực ra cái được của khúc này là gì? Đó là chúng ta cái được của cái khúc này nó nằm ở cái chỗ đó là bạn nhận ra rằng là bạn đang bị thiếu cái gì. Và dĩ nhiên mọi cái đường ở trên đời nó đều phải cần sự chiêm nghiệm. Không có tự nhiên, đã nói rồi, cái sự khám phá về mình và cuộc đời này nó không có đến theo kiểu là quét mã xong rồi tự nhiên hiển thị lên trên màn hình máy tính. Thì ở chỗ này là cái chỗ là bắt đầu mình nhận ra là tại sao mình không rời khỏi được cái cuộc tình này ta đó. Tại sao mình không rời ra khỏi được cái mối quan hệ này ta? À, mình thiếu kinh tế. Yes. Vậy thì thay vì trước giờ mình không biết mình phải làm gì thì bây giờ mình đi làm kiếm tiền. Mình làm việc chăm chỉ lên. Mình thiếu kiến thức. Mình thiếu kiến thức cho nên người ta nói gì mình cũng không cãi được hết. Học hành vô. Tại vì nếu như mà không có những cái sự kiện mang tính thao túng á, bạn không biết xử trí 24 giờ của mình sao. Không biết ăn gì, đi đâu, gặp ai, học gì, làm gì. Nhưng mà nhờ, nghe từ nhờ nghe nó đau lòng á ha. Nhưng mà cũng đúng mà. Vì mình ở trong một mối quan hệ như vậy, bắt đầu mình nảy sinh những cảm giác không cam tâm nè. Mình nảy sinh ra những cái cảm giác bi thương nè. Mình nảy sinh ra những cái cảm giác đau buồn nè. Thì bây giờ khi mà mình đi hỏi một cái câu hỏi rất là căn bản là tại sao mình buồn, tại sao mình bị thao túng, tại sao, tức là câu hỏi tại sao, thì mình nhìn ra được cái điểm hỏng của mình nó nằm ở đâu. Bởi vì chắc chắn một điều là tất cả chúng ta đều không có hoàn hảo, nhưng mà bây giờ vá ở chỗ nào thì đâu phải lúc nào chúng ta cũng biết đâu, đúng không? Chị lấy ví dụ, nếu như bây giờ chị với em không hề làm một cái talk show nào hết, chúng ta đâu có biết được cái nết của mình nó kỳ khi mà ngồi nói chuyện trước đám đông, trước công chúng, trước một cái talk truyền hình là cái gì đó. Thì mình đâu có biết là mình cần phải chỉnh cái gì cho cái nết của mình nó đẹp và nó gọn lại. Đúng không? Nhưng mà nhờ mình làm, và mình sẽ bị chê, và ban đầu là bị đó, ban đầu là bị chê mà. Nhưng mà từ cái bị chê mình mới nhận ra là ồ, cái đó là cái mà mình chưa ổn. Vậy thì bây giờ mình có sửa không? Nếu như thực sự cái lời chê đó là một cái lời chê thiện chí, thì mình nhìn ra được cái lỗ hổng của mình và mình bắt đầu tập trung vô cái điều đó để tròn trịa hơn về bản thân, về hình ảnh, về sản phẩm của mình. Thì cái mối quan hệ đó cũng vậy. Từ cái việc là mình, sao mỗi lần người ta nói người ta không có chu cấp cho nữa, cái mình sợ vậy, mình không bước ra được. Vậy thì vấn đề của mình là bởi vì mình bị phụ thuộc kinh tế, kiểu như vậy đó. Hoặc là bây giờ người ta nói là người ta bỏ rơi mình, cái tự nhiên mình sợ, thì mình nhận ra thì ra mình không có một cái đứa bạn nào luôn, mình không có một cái mối quan hệ nào luôn. Vậy thì việc của mình là mình bị thiếu mối quan hệ. Vậy thì mình phải có những cái giao kết nữa, mình sẽ phải có những cái hội bạn, mình sẽ phải có những cái hội mà ở đó mình được đóng góp, mình được thể hiện, để mình không còn bị gọi là bị cô lập với cuộc đời này, là chỉ có cái mối quan hệ này là mối quan hệ duy nhất. Tức là từ cảm giác sợ hãi, bạn hỏi một câu hỏi tại sao, bỗng dưng bạn nhận ra là mình thiếu cái gì. Chứ còn ngồi im tụi mình đâu biết là mình thiếu cái gì. Thế thì được ở đây là được cái gì? Được cái việc là mình vẽ ra được một cái lộ trình phát triển bản thân từ cái cảm giác sợ hãi bị thao túng đó, mà mình biết là mình cần phải làm gì với cuộc đời của mình. Thì tính ra vẫn là một cái trải nghiệm được. Thì dĩ nhiên là nó không vui. Rốt cuộc nó vẫn nằm ở chuyện là mình nhận thức ra được, nhưng mà từ cái nhận thức đó, cái gọi là cái được trong nhận thức đó, nhưng nó dẫn đến cho mình một cái kết quả mới nó tốt hơn, nó vẫn cần người đó phải can đảm để mạnh mẽ bước ra khỏi cái cuộc tình đó. Nó vẫn quay lại cái câu chuyện ở cái số đầu tiên mình nói với nhau, em nhớ không? Can đảm, đúng không? Đúng là bạn có làm gì không? Chứ còn bạn nhận ra là bạn không làm gì hết thì câu chuyện cũng y chang nhau à. Lúc này không phải là chuyện bị trap nó mới buồn, mà chuyện gì bạn cũng sẽ bị bi kịch hết á. Tại vì bạn nhận ra mà bạn có làm gì đâu. Đúng. Ủa mà chị, khi mình nói về những cái nguyên nhân á, là ví dụ như bị chi phối về kinh tế nè, chi phối rồi cái kiến thức mình không đủ, nhận thức mình không đủ, hoặc là có những cái chi phối ràng buộc, ví dụ như là những người mà có gia đình rồi, có con cái rồi này nọ, đúng không? Thì có nhiều nguyên nhân, như em thấy nha, có những cái người em quen luôn, chưa có lập gia đình, nó đang trong mối quan hệ yêu đương tìm hiểu thôi, xinh đẹp, tài năng, độc lập về kinh tế luôn, nhưng mà vẫn không thoát ra được. Mặc dù cái người con trai kia kém xa cái chị này nhiều luôn, bà vẫn không thoát ra được. Nó cảm giác là cái lụy, mà em không hiểu là cái lụy đấy là vì sao mà một người lụy. Vì người ta không tin vào bản thân của mình, người ta không tin rằng là mình có thể xứng đáng được yêu. Cho nên khi một ai đó yêu họ, mặc dù họ có rất nhiều những cái điều gọi là được coi là thành quả, nhưng mà chính họ không thừa nhận, họ không tin vào cái thành quả của họ. Hình dung được không? Cái cảm giác có phải là vì mình sợ là mình biết cái người này không ok nè, nhưng mà nếu như mà bây giờ mình dứt ra mình không còn ai để yêu đó, phải không? Chứ là cảm giác đó đúng rồi. Đó là cái gọi là người ta gọi là gì? Đó chính là cái cảm giác hạ thấp cái lòng tự trọng. Thì khi mà bạn ở trong một mối quan hệ như vậy, cái mà bạn được ở đây là bạn nhận ra là trước giờ tôi ngỡ tôi tự hào lắm. Trước giờ tôi ngỡ là tôi nữ cường nhân rồi. Trước giờ tôi ngỡ là tôi là tỷ đạp sóng rẽ gió rồi. Hình dung được không? Nhưng cuối cùng là tôi chỉ có đạp cửa xong vô thôi. Cuối cùng là tôi nhận ra là không, thực ra mình có những cái nỗi sợ hãi ở bên trong. Trong tâm lý nó có một cái cụm từ là shadow, là cái bóng đó. Đó. Thì lúc này là lúc mà bạn nhận ra cái bóng của bạn là cái gì, cái vùng mà bạn đã đẩy nó vô bóng tối là cái gì. Đó là một cái sự thiếu tự tin về vị thế bản thân mình. Trước giờ bạn nghĩ là bạn đủ tự tin rồi, nhưng không, thực ra bạn có một cái nỗi sợ, đó là thiếu cái sự thừa nhận với chính mình. Vậy thì bây giờ lúc này bạn được cái gì? Bạn được cái việc đó là lôi từ trong cái vùng bóng tối đó ra một cái nỗi sợ để mình xử trí nó. Vấn đề là khi người ta đã thấy được cái sự sợ hãi đó rồi, người ta có muốn xử trí hay không thì vẫn quay lại cái chuyện vừa mới nói xong. Dũng cảm. Đúng. Bạn đã đạp cửa xông vào, giống như chị A nói rồi. Đạp cửa xông ra không? Đúng. Mặc dù cửa không hề khóa, nó khép hờ thôi, nhưng bây giờ là bạn chọn ngồi ở trong ngôi nhà đó, hay là bạn chọn là bạn cũng cần phải dùng công dùng sức gì, tại vì nó không có khóa. Chỉ có mở thôi đó. Bạn chỉ cần đứng lên, mở cửa, đi ra và thiết lập cho mình mỗi cuộc đời mới. Nhưng bạn có dám làm hay không? Em biết không? Ngồi yên nó còn đỡ đó. Có nhiều bạn đứng dậy lấy ổ khóa khóa luôn cửa trong. Cái này có luôn. Tại vì hồi em nhớ là không phải hồi nhỏ, cũng lớn lắm, khi em đọc những cái câu chuyện về những cái người phụ nữ mà kiểu ở vùng thôn quê đó, bị chồng đánh đập, mình bị thương tật mấy chục năm, đến khi cái ông chồng đó ổng bị ủy ban xã, bị công an chính quyền tới còng đầu lôi đi, không thì chính người phụ nữ này ra xin bãi nại, trả chồng em về cho em, chồng em đánh em tiếp. Thì nó có một cái ẩn ức hay một cái điều, cái nguyên duyên cớ gì bên trong khiến cho họ, cái này là người ta đã, chị chạy đi luôn rồi đó, tôi cho chị chạy đi luôn, nhưng mà tự người ta quay trở lại với cái điểm đau khổ của người ta. Câu chuyện này nó đồ sộ lắm. Để có thể hiểu hết về câu chuyện này, nó là một hệ thống thông tin rất là đồ sộ. Nó liên quan đến cái tiềm thức văn hóa. Nó liên quan đến các cái vấn đề về nuôi dạy ngay từ bé của người phụ nữ đó, được nuôi dạy bởi thế hệ trước như thế nào. Nó liên quan đến những cái giá trị, những cái quan điểm mà lỡ nó đã trở thành những cái quan điểm rường cột mà người phụ nữ ấy đã tự thiết lập cho mình. Nó liên quan cả đến cái câu chuyện đó là người ta bị trói buộc trong nhiều những cái chức phận khác, ví dụ như là với con. Và nó liên quan cả đến cái bối cảnh sống mà người phụ nữ đó đang ở trong bối cảnh đó. Ví dụ người ta vẫn thấy chị ấy khổ, nhưng người ta vẫn có những cái tiêu chuẩn kép theo kiểu là thôi kệ, dạy đi cho con nó có cha. Cái xã hội đó là cái xã hội mà một mặt thì rất là cảm thương cho người phụ nữ bị đánh đập, nhưng mà mặt khác thì luôn luôn dè biểu và phân biệt với những cái người phụ nữ rời khỏi một cuộc hôn nhân. Thì nó, điều đó nó làm cho người ta bị lẫn quẩn trong đó. Và nó là một câu chuyện đồ sộ khác thôi. Thì bây giờ mọi người muốn nói cái chuyện đó, mọi người comment đi rồi để cho tụi mình một chủ đề sau, đúng không? Đúng.